Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết hôm nay của báo Thanh Hóa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua 28 tháng 8, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Hôm nay 29 tháng 8, nắng nóng tiếp diễn tại các khu vực nêu trên. Trong đó ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ không khí cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55 đến 60%. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ có nơi trên 35 độ. Từ ngày 29 đến 30 tháng 8, ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 55%. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày 29 tháng 8. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, mây thay đổi đến ít mây, đêm và chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 37 độ C, độ ẩm 50 đến 95%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, mây thay đổi đến ít mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 37 độ C, độ ẩm 55 đến 95%. Khu vực Như Xuân Như Thành, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày nắng nóng, nắng nóng gầy gắt, gió nhẹ, nhiệt độ 27 đến 37 độ C, độ ẩm 55 đến 93%. Khu vực Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hòa, Vĩnh Lộc, Yên Định, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 27 đến 36 độ C, độ ẩm 56 đến 93%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Nông Cống. Mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng khảy cắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 37 độ C, độ ẩm 58 đến 93%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 35 độ C, độ ẩm 58 đến 90%. Khu vực thành phố Thanh Hóa mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 28 đến 34 độ C, độ ẩm 60 đến 90%. Khu vực thành phố Sầm Sơn, mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 28 đến 37 độ C, độ ẩm 58 đến 93%. Khu vực thị xã Nghi Sơn, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 28 đến 37 độ C, độ ẩm 59 đến 90 Vùng biển Thanh Hóa mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29 tháng 8. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 37 độ. Phía tây bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng hòa bình 35 đến 37 độ. Phía đông bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và rải rác có sông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất phía Bắc 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin thời tiết hôm nay của báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tại những bản